Đối với kali thì cô chú hay ứng dụng vào các trường hợp là tăng độ ngọt, tăng độ mỏng vỏ, nhiều nước của trái, tăng tốc độ chín của trái. Fino đổi mới nông nghiệp Việt. Vậy thì ngoài những trường hợp đó ra, chúng ta còn có thể ứng dụng vào những trường hợp tăng độ cứng của thành tế bào lá. Đối với những cây ăn trái, giai đoạn kiến thiết, tức là giai đoạn chồi cành, tạo tán, thì ở đầu những cơi đọt khi mà kích ra cơi đọt mới dưỡng mập đọt thì chúng ta sẽ dùng nghiêng về đạm nhiều nghiêng về amino acid những dòng dinh dưỡng những dòng kích nhưng khi lá bước sang giai đoạn trưởng thành tức là nó không tăng về phân chia tế bào nữa mà bây giờ nó cần tăng về độ cứng của thành tế bào lá và cành thì chúng ta giảm đạm lại và chúng ta chuyển sang kali và bổ sung kali thêm thì cái cây nó sẽ không có bị những cái trường hợp như là cháy lá bị nấm lá à, thì những cái vườn mà bị cháy lá với nấm lá là do giai đoạn này mà chúng ta vẫn còn bổ sung phân chứa đạm vẫn còn phun dưỡng phun kết nhiều thì nó sẽ bị bệnh à, vậy thì tương tự như vậy đối với một số loại cây mà mình thấy cái cây nó bị bệnh nhưng mà mình xét cái lực cây nó bị dư mưa nhiều no nước lá mỏng bóng bẩy à, lá nó rũ rũ khi mà buổi trưa thì ngoài cái chuyện mà mình phun thuốc chặn bệnh thì mình cũng phải bổ sung kali ở dưới gốc thì cái bệnh nó mới hết chứ nếu không là nó sẽ tái phát lại à, do là mình diệt nấm khuẩn rồi nhưng mà cái tế bào nó vẫn non nó vẫn mỏng thì nấm khuẩn tái nhiễm lại và lây lan nhanh là do kết cấu của thành tế bào nó bị yếu lưu ý cuối cùng đó là kali đặc biệt nhạy cảm đối với những cây thân nước thân thảo họ dây leo vào giai đoạn đặc biệt là giai đoạn nuôi trái đang lớn trái thì chúng ta không nên bón kali nó sẽ ảnh hưởng đến kích thước trái tối đa và thậm chí bón nhiều nó có thể gây teo trái để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật mong anh chị hãy nhấn chia sẻ đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi